Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror. Trong chương trình kể chuyện ma của Tân nha. Thì các bạn cũng thấy mé mé bên màn hình, mấy bạn là Tân đang render những cái tập để mà up lên trước cho các bạn những câu chuyện ma mà trong quá trình Tân đi công tác ở Malay thì các bạn có thể nghe được. Thì hôm nay là một câu chuyện ở Thuận Kiều nữa. Thuận Kiều nó giống như là một cái nơi mà nó có rất nhiều những câu chuyện bí hiểm mà chúng ta cảm thấy rất là thích. Tại vì nó là trở thành một cái giai thoại luôn rồi các bạn. Nhưng mà hiếm ai có thể nghe được những câu chuyện thật sự trong Thuận Kiều xảy ra như thế nào. Họ chỉ nghe một số nơi là người ta đang thuê làm văn phòng, ta nghe tiếng mở nước, hay là người ta thấy có giọng người nói ra, nó rất là bình thường. Thật ra Thuận Kiều còn nhiều cái ghê hơn như vậy nữa. Thì hôm nay Tân xin phép Tân chia sẻ các bạn một câu chuyện nữa. Thì câu chuyện này là một câu chuyện âm thầm trong Thuận Kiều mà chỉ có những người ở trong những căn hộ đó họ mới biết mà thôi. Thì thời điểm đó có một cái bà lão, bà được gia đình đưa về đây để mà ở trong căn nhà này. Thì khi mà đưa về thì bà trong tình trạng là bà bị liệt nửa người. Bà chỉ có đi bằng xe lăn thôi mà thực chất ra bà rất là yếu. Bà yếu cực kỳ yếu luôn, người nhà phải chăm lo coi như là đi tiểu đi tiện phải có người. Thì các bạn biết người nhà là người cũng rất là giàu có, muốn mua căn nhà này ở trên cao để cho mẹ mình có thể ngắm toàn thành phố, cũng là ước nguyện của bà cụ này. Nhưng mà đó, bà yếu quá rồi, mà người làm người nhà đó là phải đi làm, đi ra ngoài buôn ba làm ăn mới có tiền chứ. Thì người nhà mới mướn một bà người làm. Thì bà người làm này bà vô đó để mà bà phụ bà dọn dẹp, cũng như bà như một người bạn vậy đó. Bà bầu bạn, bà chơi với bà cụ này. Thì khi mà bà chơi với bà cụ này á, khi mà về căn nhà này á, bà bầu bạn, bà chăm sóc rồi này kia, một ngày đó là khoảng một tuần lễ sau khi bà ở trong cái căn nhà trong Thuận Kiều này, thì cái số nhà cũng rất là kỳ. Thì thằng bạn mà nó kể lại á, cái số nhà ví dụ như tầng 7 thì nhà 701 thì lại là 701B và 701A. Mình không hiểu tại sao lại có 71B, 71A, đáng lẽ là 701, 702, 703 thì lại là 701B và 701A. Thì bà này bà ở cái căn 701A. Thì lúc này á, bà vô bà ở được một tuần lễ thì cái bà già này á, bà yếu quá rồi, như mình kể từ nãy giờ. Thì một ngày bà người làm bà đi vô, bà đi tới bà phụ dọn, sáng bà mở cửa vô thì bà thấy một chuyện rất là bất ngờ là bà già đứng lên được. Bà đang đứng ngay cửa sổ, bà nhìn ra bên ngoài. Thì bà người làm bà hết hồn. Bà kêu, ố cụ, sao cụ đứng lên được vậy? Thì bà mới nói là, hôm nay cụ khỏe, cụ đứng lên được rồi. Thì bà người làm bà mừng lắm, bà mới gọi điện cho những người con là sao cụ đứng lên được này kia. Thì những người con mới chạy về, những người con mới chạy về thăm mẹ mình. Thì khi mà chạy về thấy bà cụ đứng ngồi đi toilet, tự đi toilet, thậm chí còn nhớ ra tất cả các cái món ăn mà nấu nướng rồi á, ngồi uống trà ăn bánh nói chuyện với các con sang sảng vậy đó. Thì một trong những người con á mới nói lại với bà chị của mình đó là có bao giờ là mẹ gần sắp mất hay không. Đây là hiện tượng mà em nghĩ nó giống như là hồi dương các bạn, hiện tượng hồi dương. Thì khi đứa em nói chuyện nhỏ vậy đó thì bỗng nhiên bà mẹ bà mới nói là mẹ không có hồi dương đâu con, mẹ khỏe lại rồi. Thời gian qua vì mẹ suy nghĩ nhiều quá cho nên là mẹ mệt, chứ còn thật ra là mẹ khỏe rồi. Thì cái chuyện mà khi mà đưa cái bà này á, về Thuận Kiều mà đưa bà lên trên nhà của bà đó, thì hầu như ở Thuận Kiều ai ta cũng biết. Thứ nhất là ta bảo vệ đây nhìn thấy bà này bà bị tật. Thứ hai nữa đó là những người gần đó trong cái khu dãy hành lang nó đều thấy bà bị vậy hết. Thì khi bà khỏe mà bà đi bộ xuống á, bà đi bộ xuống dưới tất cả các tầng bà thăm mọi người á, thì ai cũng bất ngờ hết. Tại vì một người rất là lớn tuổi, đã ngồi xe lăn rất là lâu rồi mà tự nhiên có thể đứng dậy mà đi lại được là một chuyện kỳ tích. Thì rất là bất ngờ, bởi là bà có thể đi lại được như vậy thì những người con rất là mừng. Thì mà xong những người con mới nói là thôi thì mẹ lên xe đi, con chở mẹ đi, thứ nhất là đi chùa. Thứ hai nữa là vô bệnh viện á, để mà tổng khám một lần coi sao, tại vì mẹ đã không đi được một thời gian rồi mà bác sĩ chẩn đoán á, là mẹ bị liệt nửa người. Nhưng bữa nay tự nhiên mẹ đi được thì mẹ cho con chở vô đi chùa, nó nhất là thắp nhang cầu Phật cảm ơn. Thứ hai là cho con khám thử. Thì bà mẹ mới đồng ý, bà đồng ý luôn nha. Thì mới chở vô chùa. Thì khi mà vô chùa thì thắp nhang á, bà đứng bà lạy bà thắp nhang, nhưng mà bà không có ngồi xuống, bà không có quỳ xuống, bà chỉ đứng bà lạy thôi. Thì gia đình mới nói là
Chắc là do cái xương sống của mẹ đó nó vẫn còn yếu, mẹ mẹ ngồi xuống sợ cụp xương sống, cho nên thôi đứng cũng được, đứng thắp nhang rồi lạy Phật xong rồi qua trung tâm chấn thương chỉnh hình coi. Thì bên trung tâm chấn thương chỉnh hình người ta đưa ra giấy xét nghiệm các bạn, là bà này bà hoàn toàn bà không thể đi lại được, tại cái dây gân á, ở cái chỗ xương sống mà xê máy của bà đó là nó đã bị bể rồi, nó bị đứt dây cái chỗ đó rồi, cái dây chằng cái đó rồi, và bị mất dây thần kinh rồi. Thì không hiểu sao bà có thể đi lại được, mà từ khi bà dọn vô căn ngày một tuần lễ thì càng ngày bà càng khỏe hơn, bà đi lại được mấy bạn. Thì lúc này người nhà cũng rất là hoang mang, thì người nhà mới nghĩ là do bác sĩ của Việt Nam mình đó là không có tốt, cho nên là chuyển qua bệnh viện 115 để mà khám tổng quát một lần nữa. Thì khi qua bác sĩ 115 thì không phải là thuần về khoa xương hay là xương khớp không, mà còn liên quan đến mạch máu rồi những cái khác khám tổng quát. Thì thực sự khi mà khám xong cái giấy xét nghiệm ra đó, thì bác sĩ trưởng khoa ở đây cũng rất là bất bình thường, nghĩa là cảm thấy rất là bình thường trên cái tờ xét nghiệm này, là cái tờ xét nghiệm này giống như là bả là một người không còn sống nữa bạn. Mọi cái cơ chế hoạt động trong cơ thể của bả là hầu như trở về rất là yếu, nó giống như trở về không vậy á, trên cái biểu đồ tim mạch hay bất cứ cái gì cũng vậy. Thì không hiểu tại sao bả vẫn khỏe mạnh, bả đang ngồi nói chuyện trước mặt mình, trước mặt mọi người. Thì gia đình vẫn cảm thấy bệnh viện ở Việt Nam mình tắc trách, cũng như có rất là nhiều sự hiểu lầm xảy ra đối với mà bệnh viện của người Việt mình. Cho nên là họ đưa mẹ của họ về lại Thuận Kiều, vô lại căn nhà đó. Thì khi vô căn nhà đó, bả vừa bước vô nhà bả hít một cái hơi rất là sâu, bả thở ra vậy. Thì bả có cảm giác ở đây nó rất là sinh khí, ở đây là một nơi quá là gọi là quá tốt cho bả, một cái nơi mà gọi là gọi nó là không thể tưởng tượng được. Thì người nhà rất là mừng, và người nhà cũng cố gắng thu xếp để mà lo giấy tờ cho bả đi qua Singapore để mà khám nghiệm tổng quát, tại vì họ không có tin vào bệnh viện của người Việt. Nhưng mà dẫu sao mẹ của mình khỏe là được, thì bà người làm này vẫn được mướn để mà chăm sóc mẹ của những người này. Thì bà người làm này á, bà thấy những ngày sau đó bà này có những hiện tượng rất là kỳ lạ. Ví dụ như bà tự nhiên bà xếp bằng, bà ngồi thiền, sau đó căn nhà bà muốn sơn lại màu đỏ, và trên cái nền đỏ đó bà viết những cái chữ gì đó mà không ai hiểu. Những cái chữ viết của bà không ai hiểu bà viết cái gì. Thì khi hỏi bà nói là tại vì bà là người Hoa, cho nên những cái chữ này nó giống như những cái chữ mà rất là tốt cho gia tộc của mình đó, giống như những cái bùa rất là tốt gia tộc mà người Hoa nào cũng viết. Nhưng mà cái bà người làm bà cũng người Hoa, bà nói ủa gì cái phong tục này ở đâu mà bà không hề biết. Mà bà này tự nhiên từ lúc bà khỏe là bà kêu thợ là phải sơn màu đỏ lại, ở trong phòng sơn đỏ hết, mọi thứ sơn đỏ hết. Thì mọi người mới nghĩ là người Hoa họ nhìn màu đỏ như là màu hỷ, màu tốt. Thì khi mà sơn tất cả mọi thứ lên như vậy á, thì bà này có những biểu hiện rất là kỳ. Đặc biệt á, là bà thích ăn cực và tim, hai món này thôi, cực và tim, nhưng mà đừng nấu chín quá. Thì bà người làm bà sợ, bà sợ là tại vì bà nói là bây giờ ăn cực với ăn tim mà không nấu chín á, mà lỡ bà này bà bị cái gì á thì sao, lỡ bà này bà bị chuyện gì á thì gia đình đổ thừa rồi sao. Bà nấu chín, thì khi bà nấu chín thì cái bà già này bà khó chịu, bà đuổi bà người làm này đi rất là nhiều lần, đuổi đi về. Nhưng mà cái người trả tiền nhưng mà người làm này những người con, cho nên bà này dù có bực cách mấy á, thì mỗi sáng bà cũng phải lên chăm sóc bà già này. Thì mỗi sáng bà lên, thì một hôm bà lên bà thấy một hiện tượng vô cùng kinh hoàng, đó là cái bà già này á, bà nằm bà chết mà người bà mục rửa hết tất cả luôn. Ở trên bàn còn một dĩa tim và một dĩa cực còn sống, còn chảy máu mà bị ăn hết một nửa. Mà nhìn trong cái tình trạng xác thối rữa đó là có cả những cái tim sống mà cũng như là cực sống nằm ở trong bụng dạ dày của bà luôn. Bà rã người ra hết rồi mấy bạn, mà giống như là bị một cái chuyện rất là kinh khủng. Thì lúc đó ban quản lý cũng đã che giấu cái chuyện này, họ không nói cho mọi người biết. Thì người nhà cũng lên đây để mà khám nghiệm, thì bác sĩ khám nghiệm nói người này đã chết ít nhất cũng phải vài tháng rồi, tại nó rửa ra hết rồi, nó thúi mà nó rửa ra hết rồi. Thì mọi người đều rất là bực bội, và cũng như là bà người làm cũng bị sốc luôn, bà bị điên mấy bạn, bà người làm mà trở nên người bị thần kinh. Cho nên là những người con á mới đổ thừa là bà này làm gì mẹ của họ, nhưng mà thực chất bà này bà không có làm gì hết, bà chỉ đi lên trong tích tắc bà thấy bà này vậy thôi. Nhưng mà mọi chứng cứ á, đều rất là bất tiện cho bà người làm này, rất là xui luôn. Tại vì khi mà bà già bà nóng lên bà chửi cái vụ mà tim với cực sống á, thì bà chửi rất là lớn, cho nên hàng xóm xung quanh nghe là có sự cự cãi lộn.
Cho nên bà thì thực sự cãi lộn, bà đuổi bà người làm này về rồi. Nhưng mà vì hàng xóm có nghe cãi lộn, cho nên là mọi nghi vấn đều về hướng bà người làm này là người giết. Tại những người con á, nhiều khi một tuần, hai tuần mới qua thăm mẹ một lần. Thì lúc đó cái khả năng pháp y nói có khả năng là do nhà này á, bị đóng cửa bích kín, cho nên nó nóng lên thì cái xác nó sẽ bị thối rửa lẹ hơn, là bị vi khuẩn thối rửa lẹ hơn so với bình thường ở một căn có máy lạnh hay nhà mát. Đó, nhưng mà thực sự ra nếu mà thối rửa lẹ cách mấy đi nữa thì hàng xóm phải nghe mùi chứ các bạn. Đằng này hàng xóm không có nghe một cái mùi hôi nào, đến khi bà người làm này lên mở cửa ra mới có mùi hôi. Đó, thì lúc đó gia đình mới, công an mới bắt bà người làm này. Thì bà trong tình trạng bị tâm thần, bà cũng không thể biện minh cho bà được. Bà bị tâm thần, bà không biện minh cho bà được. Lúc mà bà bị bệnh, lúc bà bị tâm thần, bà tỉnh, bà nói không phải bà. Còn lúc mà bà chuyển thành người tâm thần á, thì bà nói chuyện lên trên trời với đất. Thì bắt đầu gia đình phải đau lòng lắm, phải làm đám ma cho mẹ mình. Thì các bạn biết làm đám ma chung cư là không được, cho nên phải đi sơ, phải mang cái xác rồi cũng như mọi thứ đi hỏa táng, rồi sau đó mới mang vô chùa. Thì mượn một cái nhà tang lễ để mà làm. Thì trước khi làm những điều đó thì phải kêu thầy đi lên nhà này để gọi hồn bà này đi ra chùa, để đi vô được lại cái nơi mà định cư của mình á, đi vô ra chùa. Thì á, khi mà thầy pháp lên, thầy pháp nhìn cái tường màu đỏ, những cái chữ á, thầy mới hỏi là ủa sao ai viết những cái từ này vậy, những cái chữ này vậy. Thì lúc này á, là mọi người mới nói là tại má tụi tôi á, là nói viết cái từ này là từ hỷ, nó tốt. Những người già xưa đó họ có những cái tờ bùa để mà làm tốt. Không phải, cái tường này đang viết những cái bùa này là gọi giống như là cái bùa mà mở cửa âm ti á, là mở cửa cho quỷ ra đó. Tại sao lại viết cái lá bùa này mà mở cửa cho quỷ để thông giữa thế giới dương trần và âm ti ra đó? Bôi liền cái đất khác, là la lên. Thì mọi người mới lấy, ông thầy mới lấy tàn nhang á, ông bôi hết, ông lấy mấy cái hũ nhang á, ông lấy cái bụi nhang ở trong nhà, ông quăng đầy nhà luôn, ông bôi xong rồi ông lấy dầu hôi, lấy tờ, ông tẩy hết những cái chữ đó. Sau ông ngồi ông niệm cái gì đó mà suốt một tiếng đồng hồ, ông ra ông nói trời ơi, cái này là quỷ giết rồi chứ không phải là bà người làm bà giết đâu, người nhà coi lại đi. Chứ bà này đáng lẽ là bà đã chết rồi, cái dương thọ bà chấm dứt cách đây mấy tháng rồi. Và tại sao bà đứng lên bà đi được mà bà còn ăn thịt sống nữa? Còn bên cạnh đó bà còn viết những cái bùa để mà khai mở giữa cửa âm và cửa dương nữa bạn. Mà một bà này làm gì bà biết bùa? Bà già rồi, bà đâu biết bùa đâu. Nào giờ những người con cũng xác định luôn, nào giờ bà không biết bùa ngải gì hết trơn á. Chỉ có lần này bà về căn nhà đó, từ lúc bà đứng lên bà đi được, bà mới sơn tường đỏ lên, bà viết chữ vàng lên là bằng lá bùa. Đó là chuyện ghê rợn có thật ở trong Thuận Kiều luôn các bạn, mà cũng đồn đại rất là nhiều thời điểm đó. Tuy nó kín nhưng mà những người trong đó họ biết. Mà chính vì những câu chuyện này thì thêm một số người tại Thuận Kiều nữa, họ đã dọn họ đi. Họ không dám ở lại đó vì nó quá là tà, nó quá là ghê rợn. Những câu chuyện như vậy nó xảy ra ở trong cái khu của họ. Từ người này đến người kia họ che giấu, họ bảo vệ nên họ không sợ lộ ra ngoài. Tại vì hai cái tòa nhà AB vẫn chưa có nhiều người mua, mà tòa C thì mới mua đã xảy ra rất là nhiều chuyện như vậy. Cho nên là rất là ghê rợn nha các bạn. Thì nếu ai cảm thấy thích câu chuyện này hay có những gì khó hiểu thì cho Tân bình luận, cũng như subscribe chia sẻ câu chuyện này thật mạnh mẽ cho Tân nha. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào câu chuyện của ngày mai nha. Nhớ ủng hộ Tân nha các bạn. Bye bye.